Em xin chào các bác ạ. Quạt trần 12V sải cánh 1m4, bên em luôn sẵn hàng các bạn. Đây là một trong những cái dòng quạt trần công suất lớn, sử dụng cái động cơ không chổi than rất là bền bỉ và tiết kiệm điện các bạn. Tổng sải cánh của quạt là 1m4 và cái giải điện áp đầu vào rất là rộng, từ 8 cho tới 24V. Đấy, nên các bác ngoài chạy với bình ắc quy ra, các bác có thể chạy trực tiếp với tấm pin mặt trời vào ban ngày. Nhân tiện thì em cũng giới thiệu tới các bác một combo quạt năng lượng mặt trời chuyên dụng cho nhà xưởng hoặc là cửa hàng. Combo này thì em lên theo yêu cầu của một bác khách ở Thanh Hóa. Bác có yêu cầu em soạn cho một combo để sử dụng cho một nhà xưởng cơ khí. Để nhân tiện thì em cũng báo giá rời từng thiết bị để các bác, ví dụ như là anh em đang thiếu thiết bị nào thì có thể lấy thiết bị đó, hoặc là lấy chọn combo cũng được các bạn. Đấy, combo thì nó sẽ gồm một tấm pin mặt trời công suất 100W các bác nhé. Đấy, đi theo tấm pin thì nó sẽ gồm một bộ điều khiển sạc để sạc cho ắc quy. Đấy, tiếp theo là một quạt trần 12V sải cánh 1m4 và một pha led 12V công suất 50W rất là sáng. Đây là một mẫu pha led siêu sáng các bác nhé. Nói chung là cái combo này thì nó đã có đầy đủ cho tới 90% rồi các bạn. Nó chỉ thiếu một chiếc bình ắc quy hoặc là một khối pin lưu trữ thôi. Còn nếu anh em sử dụng chủ yếu vào ban ngày thì cũng có thể là mua riêng cái combo này mà không cần ắc quy cũng được. Đấy, nhưng mà có ắc quy lưu trữ thì nó sẽ ổn định hơn và nói chung là nó cũng tối ưu nhất các bạn. Tại vì đôi khi ban ngày anh em không sử dụng tới, hoặc là những cái hôm mà thời tiết nắng nó thừa điện thì anh em có thể lưu trữ vào ắc quy để buổi tối mình sử dụng. Đấy, sau đây thì em sẽ quay chi tiết và báo giá chi tiết các bác nhé. Đầu tiên là tấm pin 100W này. Tấm pin này thì bên em đã giới thiệu nhiều lần rồi các bạn. Giá tấm pin này là 870.000. Tấm pin mono công suất 100W, pin được sản xuất tại Việt Nam các bác nhé, hàng Việt Nam xuất khẩu. Đây là chất lượng thì các bác yên tâm. Đây là mặt sau của tấm pin các bạn. Pin mới 100% các bác nhé. Đấy, dây điện này các bạn, dây điện rất là to luôn, hơn hẳn những cái dòng pin mà không có thương hiệu các bạn. Đây, hộp kỹ thuật rất là chất lượng. Tấm pin mặt trời thì nó đã sẵn dây dài 1 mét các bác nhé, và hai cái đầu kết nối này. Để đi theo tấm pin thì bên em sẽ tặng kèm là các bác một cái rắc MC4 này. Cái rắc này thì có cái chức năng là các bác sẽ bấm dây điện vào và cắm vào hai cái đầu này để khỏi phải cắt ra các bác. Cắm vào như này thì lúc các bác lắp đặt thì nó thuận tiện hơn. Bấm dây điện vào lúc nào các bác di chuyển, các bác chỉ cần cắm vào hai cái đầu rắc được cái này thôi. Đấy, còn đây là thông số kỹ thuật các bạn. Pin công suất 100W. Pin được sản xuất tại Việt Nam các bạn. Điện áp hoạt động là 20,52V, dòng là 4,88A. Vì cái quạt trần kia thì sẽ cái giải điện áp vào của nó từ 8 cho tới 24V cơ. Nên là tấm này các bác có thể chạy trực tiếp với cái quạt trần kia được các bạn. Đấy, nhưng mà đôi khi nắng, trời thời tiết mà nắng thì nó thừa nhiều công suất các bạn. Nên là các bác nên có một cái bình ắc quy để lưu trữ lại điện để mình sử dụng cho những cái hôm thời tiết mà nó xấu, hoặc là dùng buổi tối nữa. Lại hàng class A các bác nhé, hàng có nghĩa là hàng tiêu chuẩn và chất lượng tốt nhất ạ. Kích thước là 1024, chiều dài là 1024, chiều rộng là 518, trọng lượng là 6 kg, in đầy đủ các cái chứng chỉ kỹ thuật. Hàng được sản xuất tại khu nghiệp Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam. Ngoài tấm pin 100W ra thì bên em còn rất nhiều pin phù hợp với cái hệ thống và dùng cái quạt như thế này.
như là tấm pin 120W hoặc 200W. Và sắp tới bên em về cả những tấm pin 50W và 60W nữa các bạn. Đấy, tùy theo nhu cầu của bác chọn lựa. Bên em có bán rời các bác nhé. Đấy, em báo giá tấm pin 100W này là 870. Ví dụ như các bác đã có quạt rồi thì chỉ cần mua tấm pin thôi. 870.000 một tấm pin 100W. Tiếp theo là bộ điều khiển sạc đây các bạn. Nếu các bác dùng sạc cho ắc quy thì sẽ cần thêm một bộ điều khiển sạc này. Đây là một cái mẫu sạc bên em làm nhiều năm nay rồi các bạn. Đấy, rất là bền. Công suất là 30A. Nói chung là bên em đã làm về cái ngành điện mặt trời này nhiều năm nên là cũng trải qua rất nhiều thiết bị rồi các bạn. Đấy, những cái thiết bị nào mà độ bền cao thì bên em làm, tập trung vào làm. Đây là thông số kỹ thuật các bác nhé. Đây là một bộ sạc sung PVKM. Nó sạc được cho cả hai hệ đối chữ là 12V và 24V. Công suất là 30A. Điện áp mắc từ tấm pin vào là 50V. Nếu các bác sạc cho hệ 12V thì có thể kết nối tối đa là 390W pin. Sạc cho hệ 24V thì có thể kết nối tối đa là 780W. Đấy, cái sạc này có cái chức năng là ổn định điện áp để sạc cho bình lưu trữ. Ngoài ra thì nó còn có hiển thị thêm thông số ở trên này, các cái thông số có màn hình này. Và có thêm hai cái cổng sạc 5V 2A để các bác sạc cho điện thoại hoặc là cấp nguồn cho các thiết bị sử dụng cái điện 5V. Đây là dưới này các cái cổng kết nối các bạn. Có ký hiệu hết rồi các bác nhé. Kết nối pin mặt trời này, kết nối ắc quy này. Còn cái cuối cùng là cổng tải 12V. Cái cổng này thì anh em không nên sử dụng tới các bạn, để nó tránh cái nó bị nóng cái bộ điều khiển sạc này, anh em lấy trực tiếp từ ắc quy thì nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì khi anh em mà vừa sạc ấy, lại vừa sử dụng luôn cái cổng sạc cổng 12V trên này thì cái điều khiển sạc này nó rất nóng. Khi mà nóng rồi thì cái tuổi thọ của cái bộ điều sạc này nó sẽ giảm đi. Và quan trọng nhất là khi mà nóng ấy thì cái hiệu suất sạc và hiệu suất sạc của nó sẽ giảm đi các bạn. Tại vì các cái linh kiện khi mà nóng ấy thì nó sẽ dẫn điện kém. Cái bộ sạc 30A này giá là 230.000 các bác nhé. 230.000. Đấy, tiếp theo là bộ quạt trần này các bác. Bộ quạt trần này có giá là 900.000. Một bộ quạt trần 12V, sải cánh 1m4. Bộ quạt trần này nếu anh em đã theo dõi em từ đầu thì bên em đã làm khoảng gần 5 năm nay rồi các bạn. Cái mẫu quạt trần này trải qua rất nhiều mẫu rồi, kể cả những cái mẫu có khiển và những mẫu không có khiển thì bên em vẫn tập trung làm cái mẫu này. Tại vì độ bền nó rất cao các bạn. Độ bền cao, chạy rất là mát và hiệu quả các bạn. Hình thức cũng đẹp nữa. Đây các bác nhìn này, bên dưới này có hoa văn các thứ rất đẹp luôn. Trọng lượng của toàn bộ là 5,7 kg các bác nhé. 5,7 kg, để các bác biết hình dung là cái hàng có chất lượng. 5,7 kg đây ạ. Đây là cái vỏ hộp này. Đấy, vỏ hộp của nó đây ạ. Tổng sải cánh là 1m4. Điện áp tiêu chuẩn 12V, công suất là 33W. Đấy, nó sử dụng động cơ không chổi than nên là cái công suất tiêu thụ của nó thì nó chỉ 33W thôi các bác nhé. Đấy, tiêu thụ rất là tiết kiệm. Đấy, trọng lượng riêng quạt không là 5,5 kg, có nghĩa là chưa tính bao bì cánh cái thứ này là 5,5 kg, còn nếu mà tính đầy đủ bao bì cái thứ là 5,8 kg các bạn. Cái động cơ này thì nó được bảo vệ rất là cẩn thận. Đấy, nó có hộp xốp có thứ rất cẩn thận các bạn. Đấy, nó không khác gì cái bộ quạt trần các bác mua, bộ quạt trần 220. Để các bác dễ hình dung thì trọng lượng, kích thước và cái tốc độ gió của cái bộ quạt 12V này thì nó tương tự như là bộ quạt trần 220, kể cả về hộp số các bác nhé. Nó cũng sử dụng cái hộp số chuyên dụng. Đây là một cái mẫu quạt trần 12V chuyên dụng các bạn, nên là nó cũng sử dụng hộp số. Ưu điểm của cái hộp số này thì các bác lắp đặt nó cũng dễ này, và độ bền nó cao hơn các bạn. Có rất nhiều anh em cứ hỏi em là về cái mẫu quạt trần
sử dụng khiển, cái mẫu quạt trần sử dụng khiển thì giá thành nó rẻ hơn cái mẫu này một chút các bạn. Đấy, nhưng mà khiển thì bản chất cái khiển sử dụng nó rất hay bị lỗi. Khi mà cái khiển nó bị lỗi rồi thì các bác không sử dụng được cái gì luôn các bạn. Đấy. Chưa nói gì tới cái mạch ở bên trong quạt nữa, cái mạch ở bên trong quạt thì nó cũng hay bị lỗi hơn các bác nhá. Cái khiển lỗi rồi, khi mà cái khiển lỗi thì các bác không sử dụng được, không có gì để kích hoạt cái quạt nó chạy cả. Nó không giống như cái bộ hộp số này. Cái hộp số này thì bản chất hộp số nó đã ít khi hỏng rồi các bạn. Mà kể cả có hỏng thì các bác kết nối trực tiếp, cấp nguồn trực tiếp vào quạt thì quạt nó vẫn chạy bình thường. Nó không giống như cái loại mà sử dụng khiển, dùng khiển mà khiển hỏng thôi đã không sử dụng được rồi. Tại vì không có khiển để bật, quạt nó không chạy, tại vì mạch nó trên quạt mà các bác. Đấy, kể cả các bác cấp nguồn cho quạt nó cũng không quay. Tại vì cái loại mà dùng khiển thì cái nguồn nó đã cấp trực tiếp cho quạt rồi, nó phải sử dụng khiển để nó kích hoạt cái mạch để cho quạt nó quay. Khi mà khiển hỏng rồi thì không có gì để kích hoạt quạt thì nó cũng sẽ không sử dụng được. Mà bản chất là cái mạch ở trên cái quạt nó cũng rất nhỏ, nó cũng rất hay bị lỗi, bạn chạy rất nóng. Đấy, bên em đã làm nhiều năm cái mẫu này rồi. Anh em mà đã sử dụng cái mẫu quạt này thì cứ để lại cho em một cái bình luận bên dưới ạ. Chạy rất là ổn, rất mát các bác nhé. Đấy, giá bộ quạt này là 900.000 các bạn, 900.000. Đấy. Ngoài ra thì ví dụ như là cái combo này nếu anh em dùng lắp cho cửa hàng hoặc là nhà xưởng thì kết hợp thêm một cái pha led này. Cái pha led này thì cái combo này thì em cũng lên theo yêu cầu của khách thôi. Bác ấy nhờ em soạn cho đầy đủ một cái bộ như thế này. Cái pha led này là pha led 12V siêu sáng các bạn ạ. Vỏ bằng nhôm các bác nhé, chứ không phải vỏ nhựa đâu ạ. Mẫu này thì bên em hiện tại cũng đang bán rất nhiều. Đấy, công suất thực. Mẫu này thì ngoài lắp treo ra các bác có thể lắp ốp trần. Đấy, khách về lắp ốp trần này thì rất sáng luôn. Đấy, đi theo bộ, nếu anh em sử dụng nhiều vào ban ngày thì mua cái combo này cực kỳ là tiện lợi, tiện ích, tiết kiệm. Mà lại dùng lâu dài nữa. Cái pha led này thì bên em đã có video test độ sáng rồi, rất sáng các bác nhé. Đấy, các bác có thể vào video để theo dõi lại. Mẫu pha led này có giá là 90.000 các bác nhé, 90.000 ạ. Tất cả cái combo này bên em đã báo giá chi tiết rồi ạ. Các bác cần thiết bị nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 và 009. Các bác cần em test thiết bị nào thì cứ để lại bình luận phía bên dưới ạ. Em sẽ làm video test theo yêu cầu của các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Xin chào các bác.